ta sẽ đi vào câu hỏi đuôi. Đấy, câu hỏi đuôi tiếng Anh của nó là tag. Có chữ này là chữ tag hả? Đó, tag. Hỏi sao? Tôi đọc tưởng câu hỏi gắn thẻ. Gì? Câu hỏi gắn thẻ hả? Trời ơi. Trời ơi, Facebook tôi gắn thẻ là tà cái hãng quen rồi đó. Câu hỏi gắn thẻ. À, giáo viên có gắn cho con cái thẻ không? Không rồi. Rồi. Ok. Chú ý nè. Khi mà thầy giảng bài cho mấy đứa thường là thầy sẽ không có đi gọi là lý thuyết một cách nào máy móc như trong các loại tài liệu nha. Và thầy chỉ đi theo cái kiểu nào dễ nhất cho mấy đứa tiếp cận. Câu hỏi đuôi là dạng câu được hình thành ở vế sau của một mệnh đề hoàn chỉnh. Đấy, vế sau một mệnh đề hoàn chỉnh. Đọc qua không hiểu gì hết. À, cho thì ví dụ nha. Thầy về đó mà kêu thầy nghiên cứu lý thuyết, tôi không có thích chút nào. Chỉ thích ví dụ thôi. Con bó thai rồi, mai con xem lại like. Ok con, con làm sao đó con làm nha. Con ở sao không, vậy? Không thuộc một cái là con chết với thầy. Rồi. Ủa gì vậy thầy? Thầy khoan, chuyện gì vậy thầy? Vậy con đang ở đâu, ở thế giới nào không ai? Con nãy vô nghe thầy nói mà. Thầy nói đại kìa, đại. À, bố hồn. Bố hồn. Được cái liên quan không? Đó nè, rồi nhìn nè, ví dụ Mary likes tennis. Phải chấm hỏi, đây chính là thành phần đuôi nha. Thành phần này nè, thành phần này được gọi là cái đuôi. Đấy. Nha. Đấy. Tính lại cái phần thời tác mấy người gắn thẻ xuống nha. À. Rồi Mary. Rồi khi chúng ta muốn hình thành câu hỏi đuôi thì chúng ta sẽ hình thành như thế nào nhỉ? Hình thành cái phần đuôi thì chúng ta sẽ thực hiện theo các quy tắc sau. Thực hiện được các bước sau. Bước 1, xác định chủ ngữ của mệnh đề trước đó. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển chủ ngữ đó ra sao của phần đuôi. Lưu ý là sẽ đổi thành đại từ tương đương nha. Ví dụ như vậy, Mary thì chúng ta sẽ đổi ra phần đuôi phía sau, nó sẽ là she. Ok, đem chủ ngữ ra nha. Rồi bây giờ qua bước 2, xác định động từ chính trong mệnh đề. Rồi chúng ta sẽ quyết định chọn động từ trợ tương ứng. À, nghe cũng hơi khó hiểu nữa. À, giờ ví dụ copy câu này xuống, copy xuống, đúng không? Tới đây mình sẽ làm bước một nha. À, từ làm bước một nè. She, đó, được chưa? Oh, sorry, ở đây này có chữ S nha. Right, đấy. Chúng ta xác định là động từ likes.
Đấy, không? Khẳng định được rằng chữ like này chính là hiện tại đơn. Đó, khẳng định là hiện tại đơn cái đi ha. Rồi, thì chúng ta sẽ suy ra được rằng là gì? Tại đơn, thì chúng ta sẽ suy ra được là mượn động từ chậm của hiện tại đơn. Đấy, có ai đó biết động từ chậm hiện tại đơn là gì không ta? Ok, mượn động từ chậm của hiện tại đơn. Thế là chúng ta sẽ suy ra được một điều rằng là phần đuôi được cấu tạo từ một cái động từ chọn hoặc động từ to be hoặc động từ kiên quyết cộng với đại thực. Nha, cái đại thực này chính là do chủ ngữ chỉ ra. Đây là hình thành đuôi nha, đuôi đó, đuôi của nó phải được cấu tạo là nhiều đó. Rồi, bây giờ tới đây thầy sẽ cho mấy đứa vài câu ví dụ nhẹ nhàng cho mấy đứa làm đuôi vô lại cái ha, gắn đuôi vô cái ha. Rồi, ví dụ tiếp theo. Tom plays soccer every day. Ok, một ai đó gắn đuôi vô giùm thầy cái coi. Bước 1, đem Tom ra đây ở cái thành thì. Đúng không? Thì rồi xong rồi đó, xong rồi đó. Bây giờ phía trước này là gì? Ở đây phải là gì? Động từ trợ hoặc động từ to be hoặc động từ hướng khuyết. Nhưng mà đây ta cho động từ chính mà, thì mình phải làm gì? Động từ trợ. Đúng không? Động từ trợ đi với chữ he là chữ does. Vậy thôi. Đúng không? Đến thanh này, đến thanh sao đây? Em nhớ là phải là cố định. Ừ, rồi, cảm ơn con. Rồi, tốt. Rồi, dành. Đấy. Đó là lý do nãy giờ thấy không ghi chỗ này nha. Đấy. Rồi. Dành. Ủa, tại sao phải cố định vậy này? Rồi, bây giờ bắt đầu mình rút ra quy tắc này. Rồi, mình có quy tắc chung. Quy tắc chung này thứ một là mệnh đề khẳng định thì suy ra đuôi phủ định, ngược lại mệnh đề phủ định thì đuôi khẳng định. À, phải vậy nha. Hỏi lý do là sao á thì để thầy qua bên nước Anh thì hỏi lịch sử là nó ra nó học, hỏi văn nó học sao nghe sao nha, vì quy định nó như vậy nghe con nha. Đấy. Rồi. À, tuy nhiên rằng là chúng ta không có dễ dàng mà phát hiện được một số câu nó hơi là lạ. Không phát hiện được là cái trước đó là khẳng định hay phủ định nữa. Ví dụ thầy cho câu này nè. Thì sao ta? Rồi, chú ý lại nha. Dấu sao kế tiếp là những từ mang nghĩa phủ định. Đây, hết sức chú ý nha. No one. Sorry, no one. Nobody. À, nobody. Đây. Rồi, một số từ khác đây nè. Đúng như là mê mê. Trạng từ nè, seldom.
Hardly ever, rarely. Never. Ok, những cái anh này ảnh đã mang cái nghĩa phủ định sẵn rồi. Do vậy thì sao? Mà nếu những anh này ảnh xuất hiện trong cái câu mệnh đề á, thì cái đuôi nó sẽ thế nào nhỉ? Rồi, ví dụ như sao? John never gets up late. À, phải gắn đuôi vô chơi. Đấy. Gắn đuôi vô chơi nha. Yeah, gắn đuôi đúng không? Đem cho mẹ đây cái này. Đó. Rồi, gắn cái đuôi nè. Ở đây là hiện tại đơn gì? Đúng không? Hiện tại đơn. Mượn đồng đi chợ vô. Does. Rồi. Khổ nổi ở đây nó đã phủ định rồi. Đáng lý đây phải là doesn't đúng không? Nhưng mà đây có phủ định rồi. Nên đây chỉ là does thôi. Rồi, hả? So. Tương tự có mấy chữ này cũng làm gì luôn. Anh sẽ chú ý nha. Ok. Yeah. Được không Xuân? Chụp màn hình để được. Đang cố gắng gắn cái đuôi lại cho con đó. Rồi. Chú ý nè. Những trường hợp đặc biệt. Giờ đặc biệt thì sao nhỉ? Ví dụ màu led, cái mà đề ta cho led thì cái đuôi nó sẽ là, đứa nào còn nhớ nhắc nghe chơi. Led thì mình sẽ quy thôi. Rồi, sao nữa ta? Còn gì nữa không? Hiếu còn nhớ không? Hiếu sĩ Nguyên đâu nè, góp công góp sức cơ chứ thầy là thầy già quá thì không nhớ ra vậy đâu. Quá tờ bao rồi, hai tờ bao rồi. Rồi quá tờ bao hoặc là hai tờ bao thì chuyển thành gì? Hiếu căng à? Vụ này, vụ này căng à? What about, how about, chuyển thành gì? Sao Hiếu? Chịu rồi hả? Chịu luôn hả? Rồi. Chịu rồi. Cái này trong phần đuôi chưa có sử dụng tới. Để nó tính sau đây, tiếp đi. Ví dụ như theo dõi cái trường hợp là con anh lợn. Anh lợn ví dụ như là don't open the door. Cái câu này mới vô cái đề kiểm tra của vòng 12 hôm trước nè. Đừng có mở cửa kìa. Đấy. Là sao? Cắn đuôi vô. Cắn đuôi vô. Sức bình tĩnh. Rồi. Cắn đuôi sao ta? Rồi coi thầy gắn nè. À. Đứa nào biết lý do sao không? Thêm câu nữa cái hãy giải thích lý do nha. Rồi. Close the windows. Phải. Rồi gắn đuôi vào. Ok, rồi đứa nào túm thành cái quy tắc giùm thầy coi. Con mạnh lợn thì sao? Vinh. Thầy.
Vừa rồi mình làm hai cái ví dụ đó tính thành quy tắc được không? Không nè. Phủ phàng. Sĩ Nguyên đâu con? Bơi vô đây con. Sĩ Nguyên ơi. Thì con nghĩ là nó cũng vậy, con mình lệnh chắc nó cũng tương tự cái dạng bình thường, như là nó ngược cái thể, nó ngược cái dạng lại, Thế tại sao lại kiểu phải là trước cái lệnh vua? đông thì là tại vì mình lại là chỉ cái người kiểu mình đang nói, mình ám chỉ một người nào đó đi chiêu làm một hành động nào đó Chính xác, này là cái là từng vua. giảng cho mấy đứa năm trước rồi, là mệnh lệnh chủ ngữ ẩn của nó là chữ vua nha. Ví dụ thầy đang nói chuyện với sinh viên đó là please open the door. Đấy, mở cửa ra coi, có nghĩa là thầy kêu là you open the door, đúng không? Cho nên mấy đứa nhớ rằng là câu này sẽ là chủ ngữ của nó, cái đuôi của nó sẽ là chữ you. Có khi kiểm tra nó cho cái đuôi, nó cho will, cho won đúng rồi đó, nhưng mà nó cho he, she, gì lắm lắm. À, đó, nhớ là câu mệnh lệnh là you nha. Rồi, tiếp luôn. À, đây cái còn gì nữa đây. Mệnh đề có chủ ngữ là some one no body, rồi thì sẽ chuyển thành cái gì? Phần đuôi phía sau nó sẽ chuyển thành chữ đề, nhớ nha. Ok, rồi bây giờ lý thuyết mình nhiêu đây thôi, làm bài tập một cái mới nhớ được, quá trình làm bài tập mới là cái liều thuốc hiệu quả cho anh Xuân nó gắn đuôi vô được. Rồi. Cái này yên tâm đi, hồi thầy chụp màn hình lại thầy gửi qua nhóm cho nha, không có mất mát gì đâu trên trời, được không? Rồi giờ thầy lấy bài tập ngẫu nhiên cho đứa làm thử nha, thử cái coi cái hồi mình đã tính tới bài tập của lớp 11 sao nha. Cái này lớp 11 bài này bài cuối. Chứ là ý định hồi mới lấy bài tập bám sát cái lớp 11 của con, còn giờ là bài tập lấy ngẫu nhiên, có nghĩa là thường khi mà gõ lên Google nó sẽ gợi ý đây là của lớp 9 là nhiều nha. Ủa cái này học lớp 9 cho tao sao con không nhớ gì luôn á. Lớp 9 con gặp thầy chưa, cuối năm lớp 9 gặp phải Thì có. không nữa thì cho mấy đứa gặp thầy Lớp lúc 9 nào trong vậy? lớp đó con còn có thần tượng nữa thầy, mà giờ hết rồi. Thầy à, ngẫu nhiên với chủ yếu thăm dò xem lý thuyết nãy giờ có xài được không. Đây nó kêu gắn cái đuôi vô nè. Cái quan điểm của Xuân là gắn thẻ đó. Đấy, rồi. Xuân là Xuân gắn thẻ nha. Không ai à, phải gặp cái gì dễ với Duyên khó, Duyên gắn còn cái thẻ vàng nữa. Rồi xuống đây chúng ta cùng nhau gắn thẻ nha. Sau khi gắn thẻ 24 câu này xong là mình sẽ nắm được gần như là khoảng 70-80% lý thuyết của câu hỏi đuôi đó. Chúng ta đã thử Đâu có gì phức tạp đâu. Ủa mà cái mục đích của con đưa ra này này. Để hỏi cho nó theo một cái văn phong khác gì đó mà. Ví dụ thầy hỏi vậy, thầy hỏi vậy, bạn 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 có thích xem phim không? Đó là câu hỏi bình thường nha. Này mình dùng một khẳng định, bạn thích xem phim đúng không? Thì mình đó là mình muốn nhấn mạnh cái yếu tố của cái mệnh đề phía trước, mà nhấn mạnh nó xong rồi mình mới đặt câu hỏi phía sau cho người nghe nha. Chủ đích là muốn nhấn mạnh thôi, trong vấn đề gì cả, đúng không? Bạn rất thích xem phim đúng không? Rồi đó là bản chất của câu hỏi đuôi nó vậy đó. Rồi đó là văn phong để giao tiếp thôi, là cái đó đâu có gì phức tạp đâu, tại người nước ngoài người ta thích làm vậy mà,
giống như người nước ngoài học tiếng Việt mình để cũng có cái nỗi khổ của anh ta, đúng không? À với ví dụ viết tên Xuân mà có nhớ cái dấu đó biết là dấu gì nha. Tên con đâu có dấu. Dấu nó có dấu nón trên gì à? Đấy à, gì tên Hiếu, Hiếu có cái dấu nón, có dấu sắt trên nón nữa chứ. Trời ơi mấy nó viết một hồi nó khùng luôn. Đúng rồi. Rồi cho nên là mình cũng phải có cái gì đó để mình học của họ chứ. Rồi bây giờ hết giờ của Zoom rồi, chúng ta sẽ ra ngoài, chúng ta sẽ vào lại, chúng ta giải quyết mấy chục câu này nha. À, không có chờ nữa đâu, mình sẽ tự động mình Zoom, mình tự động mình thoát luôn. Ôi giời, nguyên bữa nay nó có avatar đẹp quá nhỉ. Hình đó Ừ, đẹp đấy. Đấy. Thích như vậy nha. Dinh sáng mày kiểm tra toán được Dinh. Bảy điểm. Sáng giờ tao call video tao dạy chỉ bài nhau luôn. Đề khác mà. Khác nhưng mà cũng có giống mày, hỏi nhau được mà. Lỗi hết mấy 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 câu tính gấp. Hai câu tính tao lụi sai một câu. Chính xác sai thiết quá. Không đề tao lý thuyết dễ mày ơi. Đâu ta, đồng minh đó rồi ta. Xí Nguyễn đi lập đàn cầu cơ. Trời ơi, lúc nào mấy đứa này làm chuyện phức tạp quá vậy ta. Để mà bị kêu là dăng ga, thằng nào cũng vậy, chơi con đấy ý luôn á thầy. Giống như nó lên tiếng cái một vị đạp ra liền như vậy. À, bây giờ tới rồi. Mình đã xuất hiện. Đây rồi. Thời tiết mấy nay nóng quá trời luôn Nguyên nó bị nghiệp gì rồi, lúc nãy nó cho nên cũng chậm hơn ta nữa.
rồi mất tiêu luôn à. Ủa chưa vô nữa hả? Hiếu đúng tiêu luôn. Hiếu chị bị vô rồi kìa thầy. Rồi giải nha. Thầy mình hình lên đi thầy ơi. Hả? Con không thấy được chữ thầy ơi. Oh sorry con, rồi hết sức bình tĩnh. Xe lại nè. Được chưa? Hiếu đi nữa. Chưa nữa hả? Ổn chưa? Hiếu đi nữa rồi. Dạ rồi. Rồi phải không? Làm nha. Ok, từ câu 1 tới câu số 10. Ủa sao mất? Cái gì? Sao mất tiêu rồi thầy? Tiêu gì? Mất tiêu màn hình. Ủa? Thấy cái avatar của thầy không? Ôi trời. Rồi chưa? Sau khi share lại nó mở. Rồi, thì share nữa thì sao vậy? Sức bình tĩnh. Ổn chưa? Ổn không? Dạ không. Không nữa hả? Ôi trời ơi. Nói không vậy con ngại luôn. Ổn chưa? Dạ rồi. Rồi, làm nha. Rồi, để coi. Bây giờ mình sẽ đi nhẹ nhàng. Từ câu 2 nha. Bây giờ từ câu 1 tới câu 10 mình sẽ giải trước con cái. Sau đó thì mình giải tiếp giai đoạn 2 nha. Giai đoạn 1, từ câu 1 tới câu 10, thời gian chuẩn bị 10 phút. Ồ, một câu cho 1 phút liền thoải mái nha. Làm đi, nào dướng những câu đặc biệt thì ngồi mình sẽ làm mà rút nó kinh nghiệm nó thôi chứ có gì đâu, mình rút ra thành quy tắc mình học. Nó sẽ có một vài trường hợp đặc biệt nha. Vì nghĩa là trong lý thuyết nó không có đề cập tới thì chúng ta sẽ làm xong rồi chúng ta sẽ rút nó ra thành lý thuyết.
ổn không ta? Được không mấy đứa? Rồi sửa bài nha, gắn đuôi vào nha. 10 câu. Hiện giờ chúng ta có ok 5 đứa trong đây, thì mỗi đứa 2 câu. Xin mời Mai xử lý câu 1, câu 2. Mai ơi. Dạ dạ. Rồi. Đuôi là gì con? Khoan. Chữ Lan chuyển thành chữ gì? Dạ. Chuyển chữ Lan trước đi. Chữ Lan chính hết si. Rồi chính xác. Vậy cái trước của nó là chữ gì? Si. Cái gì đó? Ethan. Nó. Ethan. Có thu bi đâu mà Ethan. Ủa? Intro là động từ thường. Chừng nào thu bi thì dạ. Mới đem thu bi ra, hiểu không? Động từ thường thì dạ. Mượn động từ chở. Cái gì đó? Mượn vô. Cái gì đó? Động từ chở của hiện tại. Động từ chở của hiện bi. Đi với chữ si là gì? Bi. Y mà. Y sợ đâu ra, nhỏ này chắc ngồi ăn gôi. Bình tĩnh thầy. Động từ chở của hiện tại là hai chữ gì? Cái gì đó? Ơi, trời, đi ra ngoài chấp phạt cho tôi ở đó một cái gì đó. Mày bình tĩnh thầy ơi, bình tĩnh. Được chưa? Ui giời. Cũng quên. Đảm bảo thầy cái nguyên tắc tập từ trợ. Đây là tập từ chính á, thì chúng ta sẽ làm tập từ trợ chừng nào đây có to be, chuyển to be ra. Đây là động từ ngữ can will, chuyển can will ra. Nhớ, nhớ, coi trời cũng quên. Thầy chơi rồi mày mới nhớ. Nhỏ này. Rồi bây giờ câu 2. Cái đuôi nó là chữ hi được không? Rồi bây giờ phía trước là gì? Nếu như trước phủ định thì đít hi. Chính xác. Đúng rồi đó. Rồi. Tiếp tục. Vinh câu 34. Câu 4 mình ơi. Cái gì đó? Đâu vậy? Dạ. 34 đi. Will not là gì? Won đêm hả? Bây giờ nè, Will là nói thành won đó. Ồ, đây. Đêm hay đây? Đây. Ừ, tưởng tôi đem đi ngoài. Đây. Ok, rồi. Câu số 4. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh, rồi. Câu nữa hả thầy? Nữa chứ ai nữa. Cô sẽ vô không có chấm thì sao? Ok. Được chưa? Rất ổn chứ hả? Kiểu phong xương. Dạ. Quá dễ dàng. Đây. Này giống học lớp 9 vậy đó chứ có khỉ gì đâu. Rồi. Trong 5-6. 5-6 rồi để cây. Cây. Tài Vinh là Hiếu chứ hả? Rồi. Dễ mà, cái này Hiếu nằm trong tầm tay của Hiếu rồi. Mày si. Ok. Rồi, dễ thôi. Đi đâu đó? Câu 6. Xuất định si. Xuất định quy chứ. Đúng. Xuất định gì? Xuất định quy. Đó, đấy. Rồi, quá nhẹ nhàng. Rồi, Sĩ Nguyên, câu 78 chơi Sĩ Nguyên ơi. Ủa thầy, sao không cho con làm? Rồi, cho con làm 78 ra. Ủa? 7. 7 là Hazen She. Ok, quá tốt. Hazen She. Rồi. Câu 8 đi. Doesn't he. Ui. Does he. Rất tốt. À,
Đấy, Xuân nữa rồi. Chúc mừng con sắp cắn được cái đuôi rồi. Cắn được cái đuôi vào. Đấy, rồi Sĩ Nguyên, hai con gối này vậy, đối với Sĩ Nguyên thì chuyện nhẹ nhàng. Have you. Tại sao không have bạn? Tại vì nó nét vờ thì. Ok, có nét vờ rồi. Ok, con 10 mới chết nè. Mình nãy giờ không đập trong lý thuyết nè. Sao vậy? Yeah, isn't it? Ủa sao kìa? À, sao lại là isn't it? Dạ, yeah, tại vì tại sao? Kiểu mấy câu trong mấy câu giao tiếp thì thường nó chính xác hỏi là rồi. Cái đó hỏi này kia không rồi bây giờ gom ra nha, mình tích góp lý thuyết đúng không, là đá this luôn được không? Rồi nãy giờ đây còn tích góp được gì nữa ta, đây coi còn gì nữa lụm đem lên đây. Ok hết rồi đó. Rồi bây giờ từ câu 11 tới câu phía dưới nè mới có cái nhiều cái để lụm đem lên nè, mới có cái để gọi là gì, đem về làm kho tài sản lý thuyết đúng không? Trời, ông nào làm gì đó quá nhã vậy. Đấy, câu 11 tới 24 thời gian chuẩn bị 6 phút bắt đầu. Có đứa là đặt cọc trước thì đặt cọc nha, hơi khó đó nha. Câu sau nè, để tôi gợi ý cho vài chữ nữa nha. Bây giờ đây mình có là someone, no one, nobody, có gì đó ta, everyone. Everyone thì tất nhiên nó sẽ là có everybody rồi. Ok rồi, gì nữa đây, để tôi coi coi. Ok, chỉ cho mấy đứa nhiều cơ thôi. Rồi, tự xử đi. Ở đây mình sẽ đảm bảo sẽ ghi được ít nhất khoảng 4-5 dòng lý thuyết nữa nè. Cẩn thận nha. 6 phút bắt đầu. Bình tĩnh mà rung. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ mà rung nha. Rồi. Thank you.
Ok, ổn không mấy đứa ơi? Tiến trình vẫn ổn chứ hả? Có ai đặt cọc không? Đặt cọc câu bây giờ đặt cọc đi chứ để ngồi thầy gọi ngẫu nhiên nè. Làm bài thì tất nhiên nó phải khó dần rồi đúng không? Leo thang leo từ từ. Ở nay cùng thứ tám có thể thì viết nhầm si hi hả si tự nhìn lại mới thấy rồi giờ giải nha 11 ok mỗi đứa ba câu à. Ai để coi câu một câu à, câu 11 12 13 Hiếu lên tiếng đi Hiếu ơi không biết mà sao no one à vô lần đây no one thì đổi thành chữ đây nè được chưa đấy đã phủ định chưa rồi phủ định đang rồi đâu mà đấy. Quá rảnh ở đâu ra trong khi đây động từ thường định thôi đi đây đó thấy chưa ừ. ai học ai không hiểu la lên nghe rồi tiếp tục tiếp luôn như vậy tới luôn à, câu này chủ ngữ là gì ta Ai I'm supposed to be here. Suppose nghĩa là được cho rằng. Mà sao 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 câu này hiếu căng căng dữ cái này nằm trong quy tắc cái trường hợp ngoại lệ cho nhưng mà nãy thầy chưa cung cấp thiệt là ác phải không kệ có người chỉ bài nữa kìa à, đứa nào vô đang nó chết chết này vậy chị ai rồi ai hả không biết ai nó mà không phải nguyên rồi rình ai hả ta sao kỳ vậy ta sao lại là ai rình ai nhỉ rồi lưu ý nha không có làm sao với dân á tại vì nó vậy nha rồi ghi lý là chờ nạp vô I am hoặc là viết tắt thành là em đổi cái đuôi thành parent I ngộ ha hồi đó giờ chữ A có bao giờ đi chữ A đâu hồi giờ nó lại đi được mới ghê chứ trời sao ngộ gì ừ ngộ lắm rồi tiếp còn Hiếu ơi nothing Hiếu ơi yes is đuôi là gì is is it phải không à đó chứ ra đi không này phải không à đúng rồi đúng không Nguyên Hiếu làm gì đúng không Nguyên dạ con mới dăng ga con đang bị mất phương hướng rồi. Nào. Nếu xin phải đổi thành ít không? Ở đâu vậy? Con nào vậy thầy? Nếu xin phải đổi thành ít không? Nothing. À Nè. đúng rồi, hình như là ít đó thầy, hình như là ít. Rồi đúng rồi. Nha. Vậy chứ. Rồi, câu 14, 15, 16. Xuân, bơi vô con. Ồ.
vậy tương lai một cái đuôi đẹp hoàn hảo mình phải cố gắng. Cái đó. Giờ nó body đổi thành gì cái đi. Đây. Ừ. Rồi, bây giờ phía trước này. Thì gì? Quá khứ. Quá khứ của động từ thường đúng không? Ủa, deep, deep, ừ, đây. Hết sức cẩn thận. Rồi phải đích nốt chứ. Dạ không, ở trước nó phủ định này. Ừ, rất tốt. Cái này dụ nó không được ta. Rồi, 15 luôn đi không? Ở thế là nothing là it, everything là it luôn ấy. Hello, it. Ừ rồi, everything. Nạp vô. Thầy cảm thấy thích thú với cái gì mà làm bài tập nạp ngược lại lý thuyết này nè. Hấp dẫn hơn nhiều. Rồi. Sao? Ở đây isn't it, à? It. Ở đây sẽ là isn't. À, isn't. Đúng rồi. Quá dễ dàng. À, 16 đi không? Everyone thì lại nằm trên này. Nhớ là người thì đó là đây, còn là bậc nó là ít nha. Đoan đây á thầy. Ủa không, không không, bảy rồi con bảy rồi, đít đây, đít định đây mới đúng. Đít định đây, đúng rồi. Đít định đây. Ok, xuất sắc. Sắp. À, Vinh ơi, 17, 18, Vinh làm 2 câu thôi. 17 là y. Cái chủ ngữ là này nè. Chủ ngữ thì có, thì là cái đó đưa ra thành ít thôi này. Chính xác, thông minh đấy. Rồi, sao? Y. Đúng rồi, động từ đây nè. Ủa, y not chứ. Có chữ never. Rồi, đúng. Làm gì đó nó không bị gài ha. Vô thi bọn ác nó gài mấy đứa dữ lắm. Rồi 18 luôn, dễ ợt. À, này là Won Yu hả? Hay là gì? Hay là Will hả? À, cái này. Yên tâm, sau buổi học thì gửi trang lý thuyết này học thuộc nha. Rồi. Đứng câu kia. Ê. À, Mai đâu rồi? À, 19-20 con. Dạ. Ừ. Nè, đông nè. À, đông khóc u lát. Vậy thì là đu. Ừ, ôi, đu. Ôi, ôi, ôi. Phải không? Phải không? Phải, phải. Bậy, bậy. Bậy. Đông, 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 đông. Mình lộn, mình lộn. Đông. Will. Bình tĩnh. Ừ, à, không phải bình tĩnh chứ. Rồi. Sao? Đông đúng không? Thế này sẽ là gì? Yeah. Will. 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 Không biết thiết của nhà bữa sau mà thầy kiểm không thuộc là chép nghe con. Dạ mình. Ừ. Ủa khoan thầy. Sao? Con thoát in lát. Ừ. Will. Ông lúc đầu con không. Con nghĩ cái will. Cái gì đó. Câu này có chủ ngữ không? Câu này nó có mệnh lệnh của ta. Đúng không? Mình lại nữa nè. Sit down. Sit down. Hãy ngồi xuống. Quân vô, quân vô. Rồi, quân. Tốt. Nha. Này thì chỉ có học thuộc lý thuyết mà làm thôi. À, quá dễ dàng. Please chứ thầy. Như vậy. Hay là please chứ. Please nữa à. Rồi. Uống một please thì đưa vô bán nói thì thêm chút please vô cho lịch sự nha. Rồi. Đúng rồi. Rồi, có 21, 22, 23 Nguyên ơi. 21 là isn't it. Rồi. Hoa câu 22 là Jersey. Chắc chưa? Để chắc. Rồi 23 đi con. You took some photo and a bit. Didn't you? Ok. Rồi câu 24 để thầy làm chưa? Câu này khó nhất mà. Rồi. Hiện tại đơn có từ phủ định. Ok, mình sẽ đem vô là does he. Xong. Đứa nào biết câu nào lên tiếng. Không có gọi tên nữa, tự lên tiếng nha. Câu 1 thì
nó qua chọn gì ta, nó qua thì cái đuôi để lại gì cái này trời, chọn nào Xuân? Dạ nô quan thì phía sau nó không có phủ định. Ừ. Nô quan là chọn câu C. Ừ, dạ, nhanh chóng. Đây, đây câu này là dạng câu mệnh lệnh chứ hả? Hay Vinh hả? Dạ. Ừ, rồi sao Vinh? Mệnh lệnh, mệnh lệnh. Mình lên thì câu A. Câu A. Ở thế nên không có yếu tố phủ định à? Thì bởi vì con mới không biết rồi thầy. À? Con quyết ba hay câu D nữa. Ok. Đây là những câu A được nha. Trong cái ý có nghĩa là trong bạn nói cho biết thì nó sẽ đem được cái ý nhấn mạnh đi nha. Thậm chí thì nhắc luôn thế này nè. Cái câu mệnh lệnh á, cho dù mệnh lệnh khẳng định hay phủ định gì đó, cái đuôi nó thường là khẳng định thôi ạ. Những đứa mà sao học giao tiếp chú ý của tốt này nha. Đấy. Rồi, cái đuôi nó là khẳng định. Ví dụ như hồi nãy chúng ta học đó, John opened the door, thì chúng ta sẽ là will you, hoặc là open the door, won't you. Đấy, được. Nhưng mà cái câu là open the door, câu khẳng định đó, cái mà đuôi vẫn có thể là will you được luôn. Chú ý chỗ đặc biệt này nha. Chúng ta nói giao tiếp đó nha. Rồi em sẽ giới thiệu giao tiếp ra rồi. Ok. Câu 3 nè. There's no này. D này. Nãy giờ chưa gặp chữ D đúng không? Chữ D thì giữ chữ D cho người ta. Bỏ câu A, bỏ câu C. Còn hai này. Thấy no, no rồi đúng không? Còn chọn B. Rồi, này hiện tại. Nhưng mà có cái anh này nó mang yếu tố phủ định. Đấy. Hiện tại phủ định. Phủ định thì phía sau sẽ không có phủ định, bỏ A. Bỏ D. Này là từ thường chứ không phải là từ to be. Cho nên chọn là từ trợ. Thấy chưa? Nhá nhán. Rồi, let's. Shall we? Cứ thế thôi. He will. Rồi chọn đã. Won't he? Rồi, it's a good film. The film is good. The film is good. Doesn't it? Isn't, isn't it? Sao? So then, you are going to the party. You are. And are you? So, can he? Doesn't can he? Sao? How are you? You don't know him? Do you? 11. Lang Swix. Hiện tại đơn. Hiện tại đơn. Lang đổi thành si. Phải có phủ định bởi vì phía trước chưa có phủ định chọn thế. Hiện tại hoàn thành. Khẳng định. Tôi phải là phủ định chọn đế. Nhanh không? Ổn cho Sương hả? Dạ ổn. Vinh Mai đâu rồi, ổn không con? Ổn thầy ơi. Ừ, rất ổn rồi này khác. Rồi, bây giờ nè. Theo đúng là bạn hứa thì chụp hình cái trang lý thuyết từ đó cho mấy đứa nha. Và tất nhiên là sẽ chụp luôn cái trang bài tập trắc nghiệm này cho mấy đứa làm. Và đứa về nhà làm nhiệm vụ này như thế nào? Lấy cái trang lý thuyết để mệt. Lấy cái bài tập để mệt. Câu lý thuyết làm đọc, câu lý thuyết làm đọc, coi áp, áp được làm được thầy nha. Thì tin càng đọc đứa chỉ cần bỏ ra khoảng 20 phút đứa làm cả trăm câu. Làm xong rồi thì thuộc luôn nha. Rồi không cần học nữa, thuộc luôn. Rồi bây giờ thầy chụp thì gửi qua cho mấy đứa nha, mấy đứa nhà làm nha. Rồi khi nó hết phần mềm, hết giờ nó tự động ao thì mấy đứa còn lên nhóm lấy cái đáp án. Có lấy ra đề gì nè, nghiệm thôi, nhẹ nhàng. Đây là gọi là cái bước gì, bước tô điểm cho cái đuôi của con Xuân này. Mình đã có đuôi rồi, Xuân bây giờ đã có đuôi rồi, chỉ tô điểm cho đẹp lên thôi. À.
cái nãy đầu buổi vô nói không có đuôi vô nghiệp nhỏ. Rồi có đường luận luôn, nghe lời thầy làm cách nhẹ nhàng gì đó nha, lấy cái tờ lý thuyết này nè, nếu có thể in ra được thì càng tốt nha. Để cái bên, sau đó lấy cái tờ bài tập để cái bên, áp lý thuyết vô ràng, không có cần phải nhét mình là bây giờ học thuộc cái lý thuyết trước không cả đó, cứ lý thuyết để coi là thuộc, học làm xong rồi á thì mới quay lại đọc lý thuyết cái nữa nha. Đọc lý thuyết cái nữa thì lúc đó mới có thực hành nâng cao thêm bước, rồi lấy bài tập khác nữa là dục lý thuyết ngang bên, nếu vẫn làm được thì sẽ rất ok.